mưa tên xuyên thân. Đế Quân kể rằng, ta nhờ tu thiền tích đức trong nhiều đời, dần dần được phục hồi thần chức. Nhưng những mối quan trái xưa kia vẫn chưa trả dứt nên chưa được yên. Vì lẽ đó mà lại tái sinh tại vùng Hà Sóc ở phía bắc sông Hoàng Hà. Trong kinh có dạy rằng, bao nhiêu kiếp đã qua của mỗi người chúng ta, nếu gom xương cốt lại thành đống, ắt lớn hơn núi Tu Di. Sữa mẹ đã uống hẳn nhiều như nước trong đại dương. Chú giải của Soạn giả. Vào lúc tướng Đặng Ngải mang quân đánh Thục, ta ở trong quân giữ chức hành quân tư mã. Ta khuyên Đặng Ngải theo đường nhỏ trong núi mà đi để tránh gặp địch. Khi vào sâu đất Thục rồi, gặp tướng Thục là Gia Cát Chim. Đặng Ngải dụ hàng Gia Cát Chim, hứa sẽ phong cho tước dương ở đất Lan Gia. Chim không nghe theo, quân hai bên giao chiến. Gia Cát Chim hết sức trung kiên, chống cự cùng ta, bắn tên như mưa, khiến ta trúng tên toàn thân. Và các chim cuối cùng cũng bị bắt giam lại. Ta có ý tìm cách cứu chim, nhưng thân thể bị thương quá nặng. Ấy chính là món nợ trước kia ở cung Trị, nay phải chịu báo ứng vậy. Lời bàn. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, báo ứng của nghiệp giết hại ví như trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi nhỏ, vẫn cứ qua lại ăn giết lẫn nhau, như bánh xe xoay tròn không lúc nào ngừng. Đoạn này trích từ kinh Đại Phật Đỉnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 19, kinh số 945, do Ngài Bác Thích Mật Đế dịch vào đời Đường. Kinh gồm 10 quyển, xem ở quyển thứ 8, từ dòng thứ 14, trang 145, tờ B. Xét theo đó mà nói, thì báo ứng của sự việc ở cung Trì quả là nhanh như chớp mắt mà thôi. Nếu như nhận hiểu được điều này, có thể từ nay về sau biết sợ báo ứng mà không còn dám phạm vào nghiệp giết hại nữa. Chấp chưởng Diệt Khoa Bản. Đế Quân kể rằng, Ngọc Đế thấy ta nhiều đời học đạo Do, chuyên tâm tận ý nghiên cứu Tam Phần Ngũ Điển. Tam Phần Ngũ Điển, các thư tịch cổ phổ biến và được xem là mẫu mực để trau dồi kiến thức. Tam phần là các sách của ba vua cổ đại, Phục Hy, Thần Nông và Hoàng Đế. Ngũ điển là sách của năm vị, Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Cao Tân, Nghiêu và Thuấn. Vào thời cổ, người thông thạo cả tam phần ngũ điển có thể xem là uyên bác. Liền giao phó cho ta chấp chưởng quản lý sổ bộ của thiên đình, ghi chép Diệt Khoa Bản ở nhân gian. Hết thảy mọi việc liên quan đến sĩ tử, từ các khoa thi nơi quận huyện cho đến những việc lớn lao như quy chế thi cử, quan phục, bổng lộc, ngạch trật, phong thưởng, đều phải trình lên ta. Cho đến việc bổ nhiệm hay bãi chức các vị thừa tướng, ngự sử cũng đều do ta chưởng quản. Lời bàn. Người thế gian nghe biết ai đó được làm quan khảo thí, liền tìm đủ mọi cách để mua chuộc, cầu cạnh, mong được chiếu cố. Nhưng vị quan ấy cũng chỉ nắm được một phần quyền hạn, không có quyền quyết định tất cả, cũng chỉ giữ quyền trong một lần bổ nhiệm, không thể kéo dài quá 3 năm. Lại như quan chủ khảo cấp dưới cũng không có quyền tham dự các kỳ thi cấp trên. Quan coi về quy chế khoa cử cũng không thể tham dự vào phần việc của quan khảo tuyển. Như vậy, việc thành tựu hay thất bại trong khoa cử vẫn là do chính mình quyết định trước nhất, tuy rằng cũng có lúc không được như mong muốn. Do có nhiều quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, nên việc mua chuộc đúc lót quả thật là rất khó. Giả sử như có một vị quan khảo thí hết sức sáng suốt, chí công vô tư, không bệnh không già, không có những việc tan chế trong nhà khiến phải tạm nghỉ việc, không thiên lệch cất nhắc học trò của riêng mình, không tham muốn tiêu pha tiền bạc, không phải theo ý muốn người khác mà hành xử, đảm trách từ việc thi cử nơi quận huyện cho đến tại kinh đô, từ quan viên lớn nhỏ cho đến tể tướng, đại thần, đều giao cho vị ấy quyết định việc bổ nhiệm hoặc bãi chức. Dĩ như có người muốn mua chuộc cầu cạnh, vị ấy cũng không nghe theo. Dĩ như làm theo người như vậy có thể gọi là sáng suốt chăng? Bằng cách nào có thể làm theo người như vậy? Xin thưa, chỉ cần cung kính học làm theo như đức hạnh của Đế Quân, góp sức lưu hành những lời răn dạy quý báu của Đế Quân là được. Ngày sau chứng quả. Đế Quân kể rằng, ta học theo lời Phật dạy, tức thời chứng đắc pháp vô phân biệt, sống trên núi cao an ổn thanh tịnh. nghĩ thương nhân dân tật bệnh khổ não. Bấy giờ đất Thục gặp nạn lụt lớn, dân chúng nhiều người phải trôi dạt ly tán, lại khổ vì dịch bệnh truyền nhiễm cho đến ung nhọt, lao sái đủ các loại bệnh. Ta biến hóa thành thường dân, là một người lái thuyền, cứu thoát cả ngàn người bị đuối nước, lại quá làm thầy thuốc, đích thân chẩn bệnh cứu sống rất nhiều người. Tại pháp hội trên đỉnh Linh Thứ, Đức Phật Thích Ca thọ ký cho ta rằng: ông ngày sau sẽ thành Phật, hiệu là An Lạc Bất Động Địa, Du Hí Tam Muội Định Tuệ Dương Bồ Tát, Thích Ca Phạm Chứng Như Lai. Như biết rằng đế quân trong tương lai chắc chắn thành Phật, thì cũng biết rằng tất cả chúng ta tương lai rồi sẽ thành Phật. Chú giải của soạn giả. Lời bàn trong bản văn dùng Thứ Phong cổ Phật, đó là chỉ Đức Thích Ca Như Lai trên đỉnh Linh Thứ. Đức Thích Ca là vị tôn Phật thứ tư trong ngàn vị Phật của hiện kiếp hiện tại, nhưng dùng chữ cổ Phật là ý nói Ngài đã nhập Niết Bàn. Thánh hiệu An Lạc Bất Động là hiệu của đế quân trong tương lai khi thành Phật, chỉ là không biết còn phải trải qua bao nhiêu hằng sa số kiếp, cúng dường phụng sự bao nhiêu Đức Phật rồi mới chứng đắc được quả vị Phật ấy. Đâu phải nói rằng hiện nay đã đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, ngồi dưới cội Bồ Đề mà thành tựu chánh giác được ngay. Xét vị trí của đế vương trong hiện tại còn dưới Ngọc Đế, mà chính như Ngọc Đế muốn hướng đến quả vị Bồ Tát đã rất là xa xôi khó được, huống là đế vương hướng đến quả Phật. Nếu như nói rằng đế vương hiện nay đã thành chánh giác, ấy là tưởng như muốn tôn trọng đế vương, hóa ra là vu khống bịa đặt cho Ngài. Phụ đính năm mục hỏi đáp về luân hồi. 1. Làm sao tin được thuyết luân hồi? Hỏi: về thuyết luân hồi hiện chỉ thấy nói trong kinh Phật, Khổng Tử chưa bao giờ thấy nói rõ về việc này. Đáp: nếu là lý lẽ đúng đắn thì nên tin nhận, cần gì phải luận việc đó là trong kinh Phật hay trong sách Nho. Nếu chỉ những gì do Khổng Tử nói ra mới tin theo, thử hỏi tất cả lời Khổng Tử đã nói trong suốt một đời, nay còn truyền lại hậu thế được bao nhiêu? Một bộ luận ngữ không quá 12.700 chữ, mà những lời do Khổng Tử thực sự nói ra, trong đó chỉ có 8.503 chữ mà thôi. Chú giải của soạn giả. Nếu chỉ vì không thấy ghi chép, liền cho rằng đó không phải đạo của nhà Nho, thì cứ xét như trong lục kinh tứ thư. Lục kinh bao gồm kinh thi, kinh thư, kinh lễ, kinh nhạc, kinh dịch và kinh xuân thu. Tứ thư bao gồm các sách Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử. Trong nguyên bản dùng chữ tứ tử để chỉ tứ thư, đó là cách gọi có từ đời Hán trở về sau. Không thấy Khổng Tử có một lời nào đề cập đến cha mẹ mình. Có lẽ nào là một nhà Nho mà cả đời chẳng có một lời nào nói đến song thân phụ mẫu hay sao? Đó là chưa nói đến cái thuyết tinh khí di vật, di hồn di biến trong kinh dịch hệ từ thượng, cũng chính là lý luân hồi đó thôi. Sách Trung Dung luận về chữ thành, không nói vật có trước sau mà nói vật có sau trước. 64 quẻ trong chu dịch. Kinh dịch được Chu Văn Vương chỉnh lý bổ khuyết, gọi là chu dịch. Quẻ cuối cùng không phải quẻ ký tế đã xong, mà lại là quẻ dị tế chưa xong. Những điều đó đều hàm chứa lẽ xoay chuyển, tuần hoàn, không có điểm kết thúc của muôn vật. Nếu không có khả năng thấu hiểu tường tận rõ ràng như trong kinh Phật, chỉ dựa vào các bậc thánh nhập thế, ắt không thể thấy hết được những việc quá khứ vị lai, cùng những việc trong các cõi thiên thượng nhân gian. Sách Trung Dung chương 12 nói rất rõ rằng, đến chỗ cùng cực ấy, tuy thánh nhân cũng có chỗ còn chưa biết được. Sao lại rơi vào bệnh hoài nghi như thế? Cây đào cây mận tuy gặp tiết xuân mới đơm qua, nhưng vốn đã manh nha tiềm phục mầm hoa từ trước lúc thu sang lá rụng. Khí trời ấm áp tuy xuân về mới thấy, nhưng dương khí vốn đã bắt đầu phát khởi từ sau tiết đại hàn đông chí. Trong thế gian muôn vật đều tự nhiên như thế, sao chỉ riêng đối với con người lại nghĩ rằng không có luân hồi? Đây cũng lại là một ứng dụng từ cái học cách vật của nhà Nho. Chú giải của soạn giả. 2. Thuyết luân hồi có từ bao giờ? Hỏi: Phật giáo bắt đầu truyền đến Trung Hoa vào đời Đông Hán, nên thuyết luân hồi đa phần là từ đời Hậu Hán về sau. Còn vào thời Đường Ngu, Tam Đại chỉ ba triều đại Hạ, Thương và Chu trong lịch sử Trung Hoa đều chưa nghe nói đến. Đáp: Ôi, nói như thế quả là uổng công đọc sách của người xưa. Há không nghe chuyện Dương Nghiêu giết ông Cổn nên Vũ Sơn, thần thức quá làm con gấu vàng, vào sống trong vực sâu đó sao? Trích từ sách Sử Ký Chính Nghĩa 30 quyển của Trương Thủ Tiết, đời Đường, dựa theo sách Sử Ký của Tư Mã Thiên mà bình giải, chú thích thêm. Chú giải của soạn giả có bổ sung. Sách Tả Truyện phần Chiêu Công năm thứ 7 chép rằng xưa vua Nghiêu giết ông Cổn, tức cha của vua Vũ nhà Hạ, nơi Vũ Sơn, thần thức ông hóa làm con gấu vàng, vào sống trong khe núi sâu. Há không nghe chuyện về Khang Thúc báo mộng cho người thiếp hầu của Vệ Tương Công đó sao? Trích từ sách Sử Ký của Tư Mã Thiên, chú thích của soạn giả có bổ sung. Theo Sử Ký, trong phần Vệ Khang Thúc Thế Gia, Vệ Tương Công là con cháu của Vệ Khang Thúc, có một người thiếp yêu. Người thiếp một hôm nằm mộng thấy có đứa trẻ tự xưng là Vệ Khang Thúc, nói mình sẽ đầu thai làm con bà và muốn được đặt tên là Nguyên. Sau đó bà mang thai. Người thiếp đem việc này nói với Vệ Tương Công. Vệ Tương Công cho là ý trời, bèn đặt tên cho đứa bé là Nguyên. Sau Vệ Tương Công mất, cơ Nguyên lên nối côi, tức là Vệ Linh Công. Há không nghe chuyện Tề Tương Công nhìn thấy con lợn thật lớn, người hầu đều nói đó là công tử Bành Sinh đó sao? Trích từ Tả Truyện, chú giải của soạn giả. Công tử Bành Sinh là người trung nghĩa, bị gian thần hại chết. Tề Tương Công đi săn ở núi Cô Phần, bỗng gặp một con vật quái lạ, to lớn như con trâu mà hình dung nửa giống cọp, nửa giống lợn. Người hầu đi theo đều nói nhìn rất giống công tử Bành Sinh. Há không nghe chuyện Đỗ Bá hiện hình, dùng cung đỏ tên Đồng mà bắn Chu Tuyên Dương đó sao? Trích từ Mạc Tử Truyện, chú giải của soạn giả. Chu Tuyên Dương có người thiếp rất đẹp là Khiêu Nữ, muốn làm chuyện lẳng lơ với quan đại phu là Đỗ Bá. Đỗ Bá không thuận theo, cô này liền bịa chuyện gièm pha với Chu Tuyên Dương. Tuyên Dương nghe lời bắt tội Đỗ Bá, đày ra vu tiêu rồi sai người hại chết. Về sau Chu Tuyên Dương nhìn thấy Đỗ Bá hiện hình cầm cung tên bắn mình, vua sợ quá ngã bệnh rồi chết. Chẳng nghe chuyện Hồ Đột gặp Thái tử Thân Sanh đã chết nơi đất Khúc Ốc. Thái tử Thân Sanh nước Tấn đã bị cha là Tấn Hiến Công, nghe lời người thiếp là Ly Cơ hại chết. Nhưng vào đời vua Hy Công năm thứ 10, mùa thu, Hồ Đột lại gặp thái tử ở đất Khúc Ốc, là đất phong cho thái tử trước kia. Ông già đã chết báo ơn Ngụy Khỏa bằng cách kết cỏ đó sao? Danh tướng Ngụy Thù có người thiếp yêu là Tố Cơ, chênh lệch tuổi tác rất lớn, sợ mình chết đi rồi nàng không nơi nương tựa, nên dặn hai con trai là Ngụy Khỏa và Ngụy Kỳ rằng sau khi ông chết hãy tìm nhà tử tế mà giúp nàng tái giá. Ít lâu sau ông bệnh nặng, lúc hấp hối lại bảo hai con hãy chôn sống Tố Cơ theo để bầu bạn cùng ông. Tuy vậy sau khi ông mất, Ngụy Khỏa không làm như lời ông trăn trối, mà vẫn tìm nhà danh giá giúp nàng Tố Cơ tái giá, được sống an ổn giàu sang. Ngụy Kỳ thắc mắc hỏi anh sao không làm theo lời cha trăn trối. Ngụy Khỏa nói: Cha nói lúc tỉnh táo mới là lời phải nghe theo, còn lúc bệnh nặng hấp hối, thần trí rối loạn, đó đâu phải thật là ý muốn của cha. Cha nàng Tố Cơ nhớ ơn Ngụy Khỏa đã không chôn sống con ông, lại lo cho có cuộc sống tử tế, nên về sau khi Ngụy Khỏa đánh nhau với tướng Tần là Đỗ Hồi, ông lúc đó đã chết, liền hiển linh kết cỏ lại thành dây làm vướng chân ngựa Đỗ Hồi. Hồi ngã ngựa bị Ngụy Khỏa bắt được. Há chẳng nghe chuyện hai đứa bé hiện hình nấp hai bên sừng Tấn Hậu, chính là hai người Triệu Đồng, Triệu Quát đã bị ông giết trước đó. Các tích trên đều trích từ sách Tả Truyện, chú giải của soạn giả. Há chẳng nghe chuyện Ngô Dương Phù Sai giết Công Tôn Thánh nơi Tư Sơn. Về sau Thái Tể Phỉ tại núi này 3 lần hô tên ông, đều nghe tiếng đáp đủ 3 lần đó sao? Trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, Chú giải của soạn giả. Há chẳng nghe chuyện quân nước Việt cúng tế Ngũ Tử Tư, nhìn thấy chén rượu tự nhiên lay động rồi cạn dần như có người uống đó sao? Trích từ sách Ngô Tục Truyện, chú giải của soạn giả. Đối với những việc được ghi chép như thế, thử hỏi là việc trước thời Hán Minh Đế hay là sau thời Hán Minh Đế? Quý tử người nước Ngô có nói rằng thân thể bằng xương thịt này rồi sẽ quay về với lòng đất, đó là mạng sống hết, nhưng hồn phách thì không thể như thế được. Trong một câu nói này có thể thấy ra được là có thuyết luân hồi hay không. 3. Thánh nhân có khác với người phàm. Hỏi: những bậc trung thần hiếu tử xưa nay cố nhiên là ngàn năm chẳng mất, nên việc đế quân tái thế hơn 17 đời không có gì phải nghi ngờ cả. Nhưng với những kẻ phàm phu tục tử, khí chất tầm thường, một khi đã chết thì hồn phách ắt là tiêu tán, làm sao có thể muôn kiếp vẫn tồn tại? Đáp: hình hài có lớn nhỏ, lanh lợi hay ngu độn, nhưng chân tánh không có lớn nhỏ, lanh lợi hay ngu độn. Nếu cứ cho rằng những người tầm thường sau khi chết sẽ hoàn toàn diệt mất, thử hỏi vào lúc đế quân bỏ mạng ở cung trì, bất quá cũng chỉ là một con rắn mà thôi. Nếu theo lý ấy hẳn đã diệt mất rồi, làm sao ngày sau còn có đế quân? 4. Có người nói rằng sau khi chết thần thức tiêu tán mất. Hỏi: xem qua những chuyện ghi chép trong nhiều triều đại đã có thể tin rằng thật có chuyện tái sinh qua nhiều kiếp. Nhưng gần đây xem trong sách tiểu học của Chu Hy thấy có nói rằng có người ta sau khi chết hình hài đã hư hoại thì thần hồn cũng theo đó mà tiêu tán mất. Vì thế nên có chút hoài nghi. Đáp: sách tiểu học ấy cũng có dẫn lời của Phạm Văn Chánh Công, tức Phạm Trọng Yêm, sinh năm 989, mất năm 1052. Tên tự là Hy Văn, tên Thụy là Văn Chánh. Nói rằng những ai chỉ biết riêng mình thụ hưởng giàu sang phú quý mà không biết chia sẻ giúp đỡ người trong tộc họ thì ngày sau làm sao nhìn mặt tổ tông nơi địa phủ? Đó có phải lời Chu Hy ghi chép lại chăng? Quả đúng là lời của Chu Hy. Thế nhưng nếu quả thật hình hài hư hoại, thần thức phiêu tán, vậy rốt lại còn ai là người nhìn mặt tổ tông? Là như tổ tông cũng đã hình tiêu thần tán, thì còn ai là người thấy biết kẻ kia không giúp đỡ thân tộc? Lời nói của Chu Hy trước sau bất nhất, từ mâu thuẫn với nhau rồi vậy. Ý nghĩa của đoạn này vốn là ở trong sách Thượng Trực Biên của Đại sư Không Cốc, chú giải của soạn giả. Phàm người muốn ăn trái cây, trước phải loại bỏ hạt, muốn ăn thịt, trước phải loại bỏ xương. Nay ông đọc sách tiểu học, cớ sao lại chỉ riêng chọn lấy phần hạt, phần xương mà ăn? Để như vua Nghiêu, vua Thuấn, Chu Công, Khổng Tử đều là những đỉnh Thái Sơn, những sao bắt đầu trong đạo Nho. Mà trong Ngu Thư Thiên Ích Tắc cũng có nói rằng tổ tiên về chứng giám. Là như trong Chu Thư có chép chuyện Chu Công nói với ba vị vua. Ba vị vua ở đây là Thái Vương, Vương Quý và Chu Văn Vương. Rằng ta bắt chước theo điều nhân nghĩa của vua cha nên có thể cung kính quỷ thần. Khổng Tử có nói chuyện tại Đạn Cầm gặp Chu Văn Vương, trong giấc mộng lại thân thiết với Chu Công Đán. Những điều đó đều cho thấy rõ rằng thần thức của các bậc tiền nhân ngày trước không hề tiêu tán, diệt mất. Nếu cho rằng lời nói của các bậc hiền nho ngày trước ắt đáng tin, thì những lời của các vị Nghiêu, Thuấn, Chu, Khổng lại càng đáng tin hơn rất nhiều. Còn nếu nói rằng những lời của Nghiêu, Thuấn, Chu, Khổng chẳng đủ để tin cậy, thì sao vẫn được các hiền nho ngày trước lưu truyền? Huống chi nếu cho rằng người chết quả thật thần thức tiêu tán, diệt mất, ắt là các vị hiền nho ngày trước tuy nhiều, nay cũng phải nằm trong số bị tiêu tán diệt mất ấy. Vậy cần gì phải có hai kỳ tế lễ mùa xuân và mùa thu mỗi năm? Nếu như nay vẫn thực hiện việc tế lễ hàng năm vào hai mùa xuân, thu, thì cái thần thức tiêu diệt đó hậu thế ắt không thể tin được. Vậy thì lấy gì để thuyết phục các thế hệ mai sau? Mạnh Tử khi đọc Thiên Vũ Thành trong kinh thư còn chỉ chọn lọc tin theo trong đó vài ba phần, huống gì là sách tiểu học của Chu Hy. 5. Người sao có thể tái sinh làm thú vật? Hỏi: thần thức như vậy là không diệt mất, sẽ trở lại tái sinh. Nay đã được nghe thuyết về sinh mạng như thế, nhưng nếu nói người chết lại quá làm thú vật lại có thể tái sinh làm người, điều ấy tôi không tin. Đáp: hình hài vốn tùy theo tâm thức mà biến hiện. Một niệm nhân từ, tức đồng trong cảnh giới trời người. Một niệm hung ác, tức mầm móng ma quỷ, súc sinh đã bắt đầu manh nha. Việc lành việc dữ đã có sự tương tác qua lại với nhau mà không thuận nhất. Tất nhiên, hai cảnh giới người và thú vật cũng thay đổi biến hóa mà không cố định. Nếu như nói rằng, hễ cứ là người thì nhất định làm người mãi, thú vật cũng nhất định làm thú vật mãi, thì ngay lúc bắt đầu phân chia người và thú, chẳng phải đã là quá bất công sao? Có người đến hỏi một vị tăng rằng, vì sao thân thể con người thì đứng thẳng mà đi, còn thân hình loài thú lại phải nằm ngang mà đi? Vị tăng đáp, sinh ra làm người, ấy là trong kiếp trước có tâm chính trực ngay thẳng, nên kiếp này thân thể đứng thẳng mà đi. Sinh ra làm thú, ấy là trong kiếp trước tâm không chính trực, không ngay thẳng, nên kiếp này thân thể phải nằm ngang mà đi. Tâm ngay thẳng và không ngay thẳng vốn biến đổi trong từng khoảnh khắc, nên hình thể cũng theo đó mà biến đổi. Nay sinh làm người, mai sinh làm thú, chẳng phải chính là lẽ vô thường điên đảo đó sao? Lại chỉ riêng con người mới có sự hổ thẹn, do đó mà biết sử dụng y phục. Loài thú không biết hổ thẹn mắc cỡ nên không dùng y phục. Con người lại nhờ có phước báo nên hai mùa nóng lạnh biết thay đổi, dùng y phục thích hợp khác nhau. Còn loài thú do thiếu phước báo nên chỉ biết chịu đựng nóng lạnh hai mùa với bộ lông sẵn có. Lại nữa, sinh ra làm người là trong đời trước thường nói những lời từ hòa, những lời lợi ích, những lời thành thật, những lời tôn trọng, kính tin tam bảo, nên trong đời này tùy tâm biến hiện mà miệng có thể nói ra đủ điều. Còn sinh ra làm thú là trong đời trước thường nói ra những lời ác độc, những lời dối trá, những lời bới móc, soi mói việc riêng tư của người khác, những lời tranh chấp thị phi, những lời nhơ nhớp xấu xa, vì bán Phật, vì bán chánh pháp, không tin nhân quả. Vì thế nên đời này tuy có miệng mà không thể nói được thành lời. Dù chịu cảnh đói khát cũng không thể mở miệng xin cứu giúp. Dù bị hành hạ giết chóc, bị lóc da xẻ thịt cũng phải cam chịu, chứ không thể nói lời biện bạch, kêu oan hay cầu xin tha mạng. Hiểu được như vậy cũng có thể xem là biết vận dụng cái học cách vật của nhà nho. Chú giải của soạn giả: chưa từng bạo ngược với dân, tàn khốc với thuộc cấp, giảng rộng. Từ câu này cho đến trước câu thấu tận lòng trời đều là những lời do đế quân Từ kể ra về công hạnh của ngài trong 17 đời qua, để làm căn cứ cho những lời răn dạy bên dưới. 6 câu tiếp theo có nghĩa là đã tự mình làm được rồi mới khuyên người khác nên làm theo như thế. Riêng một câu chưa từng bạo ngược với dân, tàn khốc với thuộc cấp có nghĩa là nếu mình chưa tự làm được thì không do đâu mà người khác có thể bắt chước làm theo. Kẻ làm quan được dân chúng xưng tụng là quan phụ mẫu, xem như cha mẹ của dân. Nếu đối xử bạo ngược với dân, đó là bất nhân. Những quan viên thuộc cấp đều lo việc phụng sự, giúp việc cho ta, cũng không khác nào phụng sự nhà vua hay quan trên. Nếu đối xử tàn khốc với họ, đó là bất nghĩa. Nói về sự bạo ngược, không nhất thiết phải là hình luật khắt khe, chế định quá nghiêm ngặt, mà có thể là những việc như khi thu thuế tiền, thuế ruộng của dân lại thúc bách, ép buộc bất hợp lý, hoặc tùy ý tăng thêm danh mục để thu về dư thừa, hoặc gặp khi thiên tai hạn hán mất mùa không kịp thời báo lên để miễn giảm cho dân, hoặc dân có điều ẩn ức thỉnh cầu lại che giấu, ém nhẹm mà không trình lên trên, hoặc phân xử án kiện, quyết đoán việc tù ngục mà không thận trọng lắng nghe dân trần tình đã vội vã kết án, hoặc xử sai lầm liên lụy đến quá nhiều người vô tội, hoặc sự việc nhỏ nhặt mà cường điệu, phóng đại lên thành sự việc lớn lao quan trọng, hoặc thay vì kết thúc đúng kỳ hạn lại kéo dài dây dưa đến nhiều ngày sau. Hết thảy những việc như thế, xét theo lời dạy của đế quân, đều có thể xem là bạo ngược với dân. Nói về sự tàn khốc, không nhất thiết phải là mặc sức dùng roi giọt, hình trường đánh đập, hành hạ, mà có thể là những việc như nhân lỗi nhỏ nhặt mà trách phạt, hoặc nhân sự sai lầm, nhầm lẫn, không cố ý mà khiển trách, hoặc do tâm tình mừng giận chi phối mà đối xử khác biệt, chẳng công bình, hoặc tin theo những lời sạm nịnh sai sự thật mà tùy ý thưởng đây phạt kia, bất công với thuộc cấp, hoặc khi đi xa dùng quá nhiều người theo hầu hạ phục dịch, hoặc sai xử người khác mà không quan tâm đến chuyện đói rét thiếu thốn của họ. Hết thảy những việc như thế, xét theo lời dạy của đế quân, đều có thể xem là tàn khốc với thuộc cấp. Than ôi, khi đang nắm quyền hành chức tước mà không biết sử dụng như phương tiện để làm lợi cho dân, thì có khác gì vào được kho báu mà lại quay về với hai tay trắng. Trong 17 đời đã qua, đế quân thật chưa từng bạo ngược với dân, khốc hại với thuộc cấp. Trưng dẫn sự tích, kẻ bạo ngược, người tàn khốc đều có thể đổi tính. Đế quân kể rằng, huyện Ngưu Tỳ ở quận Thục, đời nhà Tần thống nhất thiên hạ, bỏ nước Thục mà định lại là Thục quận, chia ra nhiều huyện. Có quan huyện lệnh Công Tôn Vũ Đồng, tuy là quan thanh liêm nhưng đối đãi với người không có sự khoan thứ. Những thuộc hạ giúp việc có chút lỗi nhỏ đều bị ông tùy ý dùng hình phạt roi giọt. Ông đến nhậm chức ở huyện qua 1 năm thì thuộc hạ hết thảy đều bị đánh, không ai còn giữ được da thịt lành lặn. Những thuộc cấp của ông đều hết sức oán hận. Quan huyện lệnh của huyện Tư Thủy là Lại Ân, tính tình tham lam keo kiệt, thường nhận của hối lộ, chuyện ăn uống hàng ngày đều bòn rút từ của dân, lại để mặc cho thuộc cấp tùy tiện đàn áp bức bách, dân chúng hết sức khổ sở. Ta vì thương những thuộc hạ và dân chúng ở hai huyện này rơi vào cảnh khốn khổ, điền quá làm quan quận thừa Trương Tôn Nghĩa, giả cách đi kinh lý các huyện trong quận, xem xét dân tình, phong tục các nơi. Nhân đó và tội quan huyện Vũ Trọng tàn khốc với thuộc hạ, quan huyện Lại Ân bạo ngược với dân chúng, hai vị quan đều khấu đầu gian lại xin tha tội. Ta dùng lời răn nhắc cảnh tỉnh, khuyến khích hai người cải ác tụng thiện, song thu hình biến mất. Về sau hai vị quan huyện mới biết rằng quận thừa không hề có việc đi kinh lý đến các huyện lần ấy, nên cả hai đều cho đó là thần minh hiện hình. Vì thế Vũ Trọng sau đổi tính thành khoan dung tha thứ, còn Lại Ân trở thành vị quan thanh liêm. Lời bàn, đế quân đã căm giận những kẻ bạo ngược tàn khốc như thế, thì phẩm hạnh của ngài đối với dân chúng và thuộc cấp như thế nào, có thể suy ra mà biết được. Đọc sách Cư Quan Thận Hình Điều của tiên sinh Tưởng Tân Điền, có thể nói rằng mỗi chữ mỗi câu đều là lời khuyên răn thẳng thắn như thuốc giải độc. Người làm quan nên cho khắc rõ bài ấy lên tường vách trong nha môn, sớm tối thường chú tâm đọc lại. Từ đó có thể luôn biết tự nhắc nhở mình giữ theo đạo từ hòa trung chính, tạo công đức vô lượng. Nam